có hay không chuyện vĩ độ kim tự tháp trùng khớp một cách kỳ lạ với tốc độ ánh sáng? Vĩ độ kim tự tháp có con số trùng khớp với tốc độ ánh sáng, liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Các nhà khoa học cho biết tốc độ ánh sáng là 299.792.458 m/s, trong khi tọa độ địa lý của kim tự tháp ghi ra chính là 29.792458 vĩ độ Bắc. Có thể nhận ra được sự trùng hợp về con số tới đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói phải đến năm 1950, hàng nghìn năm sau khi kim tự tháp Giza hoàn thành, con người mới có thể đo được tốc độ của ánh sáng và quy định nó dưới dạng mét. Ngoài ra, phải tới năm 1791, đơn vị mét mới được con người xác định trở thành một trong những đơn vị đo lường chính thức. Nếu không có các thiết bị kỹ thuật hiện đại dùng cho việc đo đạc, làm thế nào để người Ai Cập có thể nắm bắt được tốc độ ánh sáng và tiến hành đặt đỉnh kim tự tháp nằm ở vĩ độ trùng hợp như vậy? Nếu chiếu theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại thì dường như đây không phải là một sự sắp đặt vô tình. Người Ai Cập cổ đại tin rằng kim tự tháp tượng trưng cho sức mạnh thần bí của vũ trụ. Hình dạng của kim tự tháp giống như biểu tượng của một chiếc thang khổng lồ dẫn tới gần mặt trời và vũ trụ. Người Ai Cập tôn thờ thần mặt trời Ra và các pha gia ông thường tự nhận mình là con của thần mặt trời. Việc xây dựng kim tự tháp là xây dựng một bậc thang để các pha gia ông đến gần hơn tới người cha thần thánh. Trong khi, ánh sáng và mặt trời tất nhiên có mối liên quan vô cùng chặt chẽ với nhau. Nếu vậy, việc đặt đỉnh kim tự tháp Giza, kim tự tháp lớn nhất, ở tọa độ có con số trùng khớp với tốc độ ánh sáng phải chăng cũng là chủ định của các kiến trúc sư Ai Cập cổ đại trong việc giúp linh hồn các pha gia ông có thể hòa hợp được với năng lượng ánh sáng. Dù là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ý đồ có tính toán thì không thể phủ nhận rằng kim tự tháp đến nay vẫn chưa ẩn trong đó quá nhiều bí ẩn chưa thể giải thích được.